Chào thầy và các bạn, mình tên là Nguyễn Minh Nhật, số sinh viên là 2015-1143. Sau đây mình xin trình bày về khảo sát hàm nước đơn sử dụng giải thuật di truyền GA để tìm ra các thông số KB, KI và KD để mô tả quá trình điều khiển của mình. Thì trước tiên mình đã có xây dựng một cái mô hình điều khiển. Hiện nay mô hình điều khiển của mình gồm có hai phần chính là phần VD controller và water tank single tank water. Thì khối single tank water sẽ đóng vai trò là trực tiếp giao tiếp điều khiển với lại bồn nước, còn khối PD là để xử lý điều khiển tín hiệu qua feedback chiều cao về xử lý rồi sẽ cho ra cái kết quả theo giá trị đặt mà ta mong muốn. Thì ở đây để bắt đầu thì mình sẽ chuyển tới phần mô hình toán học của hàm nước đơn. Thì về mô phỏng toán học của hàm nước đơn, ta sẽ có một cái phương trình vi tính như sau. Ở đây mình sẽ có ký hiệu các cái đại lượng của nó, thì mà cái đại lượng chính sẽ là điện áp điều khiển máy bơm, độ cao mặt chất lỏng trong bồn, diện tích mặt cắt ngang là có Amax và Amin. Amin là ở dưới bồn nước hành thang và Amax là ở trên. Thì ở đây cái thông số mình sẽ đắp cho cái bồn nước này sẽ là chiều cao một cột chất lỏng tối đa sẽ là 5, chiều cao của bồn nước tối đa là cột chất lỏng tối đa là 50 cm, Amax là 200 cm vuông là diện tích ha, tiết diện, rồi Amin là 100 cm vuông, G là 981 tính theo đơn vị cm trên dây bình phương. Thì điểm làm việc tĩnh của hệ bồn nước là để xác định để từ điểm lập để nguyên nhân ta tính điểm làm việc tĩnh là để tìm giá trị điện áp để điều khiển cho chiều cao một chất lỏng không có bị tràn hay là vượt quá đi cái hệ vật lý của mình. Ví dụ đây là mình xét là 50, thì tương tự mình sẽ thế vào công thức từ điểm làm việc tĩnh này tìm được điểm áp điều khiển để một chất lỏng, tức là điện áp nó sẽ là điện áp tối đa để điều khiển ha. Rồi ở đây sẽ có cấu trúc của bồn điều khiển, là có hai cấu trúc, tức là hệ sơ đồ khối của bộ điều khiển nước và vận hành giải thuật GA tìm thông số BAD. Cái đó mình sẽ nói rõ hơn về ở cái phần bên dưới. Thì tiếp theo ta sẽ đến với phần mô phỏng hệ bồn nước đơn và phần mềm MATLAB Simulink. Thì trước hết ta phải thiết lập môi trường mô phỏng. Thì ở đây ta sẽ vào trong cái môi trường mô phỏng này, cái file mô phỏng của mình. Sau đó ta chọn model lên này, model setting. Các bạn có thể nhấn Ctrl cộng E. Sau đó ta sẽ tìm đến server, chọn first step, và sau khi nó hiện server detail này ta sẽ xổ ra, xổ cái này ra và chọn là 0.01. Rồi về data import export, thì đây dữ liệu của mình nhập xuất nhiều nên mình tắt cái chế độ là đơn này đi, chế độ một mở ra đi, tắt đi sẽ là tại vì nó sẽ là vậy, mình tắt đi ha. Apply ok. Rồi đó là sau khi mình đã thiết lập xong môi trường cho nó, thì tiếp theo ta sẽ đến với phần gọi là cái quá trình xây dựng hệ nước đơn. Thì cái khối bùn nước này, cái khối chính ta sử dụng là khối MATLAB Function và khối Integrator. Đây là địa chỉ khối chọn tương ứng. Đây, ở đây mình sử dụng phiên bản MATLAB 2022B. Thì ta sẽ vào Simulation này, ta chọn Library Browser. Sau đây ta chọn phần Simulink. Ở đây ta chọn User Defined Function. Ta kéo cái MATLAB Function này bỏ lên đây. Ok, ta có một cái khối MATLAB Function giống trong đây nè. Tiếp đến là khối Integrator. Đây là phần Continuous. Đây, khối Integrator, ta kéo dục ra. Thì ở đây mình chỉ lấy mẫu với các bạn thôi. Về phần kết nối thì các bạn kết nối tương tự như vậy. Rồi, đây là ta đặt xong được khối bồn nước. Chuyển qua đây là cái chương trình ta sử dụng ở trong khối MATLAB Function. Thì đây sẽ là phương trình vi phân của cái chiều cao của chất lỏng. Đây là cái thông số ta sẽ cài đặt ở đây, hoặc có thể là ta sẽ cố định nó bằng cái file script trong MATLAB, cái file script new script. Thì khối cần sử dụng trong phần trong cái phần điều khiển PID này, ta sẽ nhất ta sẽ cần là khối constant là để chọn cái reference. Rồi khối cộng, khối lấy dữ liệu thời gian, to workspace là khối E và U này nè. Đây là địa chỉ chọn. Đây đây, khối BID, khối scope. Nhất là ta vào khối to workspace à. Ta vào sẽ vào đây, simulink sync. Rồi to workspace. Đây, ta vào sync này. To workspace, workspace. Ta sẽ có được cái khối này. Đây là tổng quan cái khối mình kết nối ha. Ở đây mình mới đổi màu của cái khối này nên là mình sẽ copy lại.
Đây là phần cài đặt của Core BD. Cài Cài đặt Core BD ta sẽ cài đặt như sau. Ta chọn suộng là ta chọn đèn chế độ này. Ta chuyển qua là external, tức là nguồn bên ngoài, tạp lại. Ok. Cái khối KVKD thì ta để là để cái biến tên biến giống như là bên chương trình GA của mình ha. Ok. Scope, các bạn khi làm báo cáo thì sẽ cần phải chỉnh sang màu trắng. Nhất là toàn ta nhấp chuột phải vào màn hình, ta chọn style. Ở đây ta chỉnh là figure color, x color là chỉnh như hình. Like. Chuyển đến về phần giải thuật di truyền, ở đây sẽ có các chương trình phụ, là chương trình nhất là chương trình cải tạo init, chương trình mã hóa tập phân không dấu, rồi chương trình sắp hạn tiếp tính, chương trình lai ghép hai điểm và chương trình tạo đột biến và cuối cùng là giải mã tập phân. Thì đây mình chia ra làm các cái phần như sau, thì thứ nhất là về phần thứ nhất là ta sẽ declare làm rõ đây các phần master NGA này. Bây giờ NGA này sẽ là gồm có max generation, max stone generation là cái thế hệ trùng lập tối đa thì ta sẽ set là 20. Ở đây chương trình gốc thì mình sẽ chỉnh là 50. Ở đây 20 50 này có thể cho ta được cái hệ số, nhưng mà càng lớn thì sẽ cho ta được cái thông số BD phù hợp hơn, còn càng nhỏ thì nó sẽ càng kém chính xác hơn. Max generation là cái thế hệ tối đa mình có thể chạy là 200. Epsilon đó là phân size của nó, là mình sẽ là 0.001. Pop size là các một cái quần thể mình sẽ có khoảng 20 cá thể, tức là một lần chạy sẽ có khoảng 20 cá thể đi trend. Thì một cá thể này nó sẽ chứa khoảng ba cái nhiễm sắc thể, thì ba nhiễm sắc thể này bao gồm là cái phần tử như là KB, KI và KD. Thì cái khoảng giá trị cái nhiễm sắc thể là từ 0 đến 1. Hợp phân đây là có ba chữ số tập phân có nghĩa, và sex đây là năm chữ số có nghĩa, tức là ta sẽ trừ đi ba chữ số tập phân phía trước, ba chữ số nguyên phía trước đi, thì ở đằng sau dấu phẩy sẽ lấy khoảng thêm hai số nữa. Thì đây cross-prop là tỷ lệ lấy ghép, ta để 0.9. Giống cái hệ mẹ, cái con giống mẹ là 0.9, đột biến sẽ là 0.1. Hệ này ta chọn hệ số trend an toàn, ta sẽ để 0.1. Còn nếu mà để hệ số trend hệ số đột biến này lớn thì có thể ta sẽ nhận được cái giá trị tốt hơn hoặc có thể là kém hơn. Rồi, này là giữ lại giá trị tốt nhất. Website là khởi tạo cho 20 cái thẻ đầu tiên, thế ta phải reset lại. Mỗi lần chạy ta sẽ reset lại cái terminal đó, terminal, generation và stone. Thì sau đó là sẽ bắt đầu một cái vòng lập để cho nó training. Thì vòng lập này sẽ có cái thông số, nó sẽ gán lần lượt KB, KKD của 20 cá thể này. Tức là 1, 200 box size là 1. Chạy từ 1 đến 20. Thì cái box index này sẽ là khoảng nhất khoảng đó, thì chạy từ 1 đến 20. Thì sau khi nó train xong của 20 cá thể này, nó sẽ cho ra được cái, nó sẽ sinh với cá thể mẹ, cá thể đầu tiên nè. MJ, thì trong sách thầy mình thấy hoàng, thì phía thông minh của thầy mình thấy hoàng có trình bày về cái tray. Thì phần display nó sẽ thể hiện ra cho ta là cái thế hệ hiện tại mà ta đang đã train rồi ha. Còn start and code thì đây là chương trình lần lượt là cái chương trình thứ nhất là mã hóa, là xếp hạng, rồi lai ghép, rồi đột biến, rồi giải mã thập phân như đã trình bày ở trên. Vì đây phần checking là kiểm tra lại cái điều kiện ở trên này, kiểm tra lại cái điều kiện ban đầu, nếu mà nó vượt quá chưa thì dừng, còn nếu mà chưa vượt thì tiếp tục train tiếp, hoặc là nó đã vượt số lần trùng lập chưa. Thì sau khi xong rồi ta sẽ sim đây là chạy một cái file mô phỏng cụ thể và cho ra và xuất ra cái giá trị KBKI hiện tại rồi để cho chạy cái chương trình đó. Thì tiếp theo đây mình sẽ chuyển sang phần Simulink để tiếp tục. Thì ở đây thì mình đã có train hai cái dữ liệu trước, thì đó sẽ là dữ liệu của 20 gen và dữ liệu của 50 gen train. Thì đây là chương trình trainer. Thì mình sẽ cho chạy thử. Thì trước mỗi chương trình đều có Clio này, mình không cần xóa cái này. Mình sẽ cho chạy thử đây. Thì ở đây là Max Stone Generation này. Thì đây là data của Max Stone bằng 20 và đây của Max Stone bằng 50. Thì để cho nó chạy một vài cái thế hệ để kiểm chứng chương trình chạy thành công, thì sau đó mình sẽ cho nhanh thì mình sẽ add hai cái dữ liệu vào luôn.
Ok, thứ hai rồi, thứ ba mà còn được thì chương trình sẽ hoạt động tốt. Rồi ok, mình sẽ cho stop đi ha. Rồi, ở đây mình sẽ import, mình sẽ clone đi. Đấy, mình sẽ add 50, 20 gen vào. 20 gen vào rồi xong, đây ta sẽ 20 gen vào rồi ở đây ta sẽ cho run. Họ có thể thấy là cái giá trị chiều cao ngõ ra nó ổn định rồi, nó bám ở cái giá trị h bằng 50. 50 đây. Rồi bây giờ để thử với cái trường hợp nếu mà cái data của ta nó là 50 thì sao? Thì ở chế độ 50 á, thì ta sẽ cho chạy lại. Rồi ta thấy là cái độ vật lốt của nó giảm giảm đi nhiều đáng kể, nhưng mà cái thời gian mà nó ổn định á, cái giá trị xác lập thì có thể là cộng trừ 2%, thì cái thời gian mà nó tiến dần tới cái trị xác lập á, thì có thể nó sẽ dài lâu hơn một chút. Thì ở đây là kết quả trên mình, thì ở trong về kết quả thực hiện thì ở với tần lượt thì 50 thế hệ tối đa trùng nhau milestone generation đó, thì ở đây ta thấy là thời gian cái vật lố của mình nó giảm đi, nhưng mà thời gian quá độ mình nó dài ra nè. Nhưng rồi về cái điểm làm việc tĩnh của bồn nước, ở đây mình tính là được 0,62 V, thì để điều khiển điện áp ca cục nước cao 50 cm, thì tương ứng ở dưới đây ta mô phỏng thì cái giá trị nó ra xấp xỉ ha, nó cũng giống là 0,625 V để điều khiển cho cái cột nước cao 50 cm. Rồi ở đây là về sai số điện áp điều khiển, ban đầu thì sai số rất là lớn cho đến dần dần thì ổn định tại với chỉ không. Về 20, đây thêm một cái trường hợp về 20 nữa, thì điện áp đây là cái điện vi tính nó cũng là 0,62, thì lân cận nó thì nó là 0,626. Rồi còn cái sai số về chiều cao á, thì gần như là bằng không, chứ nghĩa là cái bộ điều khiển PD này rất là tốt ha. Rồi về ưu điểm và nhược điểm của bộ điều khiển, thì trước hết là bộ điều khiển PD này, vì cài đặt mà cái số lần train và giá trị trung lập khác nhau á, ta sẽ có những cái bộ thông số PD khác nhau, nhưng về cơ bản thì chúng đều cho ra kết quả tốt, đáp ứng được cái thông số mà ta khởi tạo ban đầu vào. Thông số BID này được thì mà cũng có di truyền cho kết quả nó phù hợp với giá trị được cài đặt. Rồi điểm làm việc tính tính toán thì biểu thức này có kết quả giống với giá trị mà giải thuật vừa đưa ra. Rồi ở đây là giải thuật có thể tìm được đặc biệt á, và giải thuật GA thì sẽ có thể tìm được những cái điểm rơi mà những cái bộ điều khiển khác có thể bỏ qua. Để tối ưu hóa cái bộ thông số BD của mình. Còn về nhược điểm á, thì lớn nhất thì bộ điều khiển DJ á, như mình có thể thấy là cái thời gian train của nó hồi nãy là giữa các thế hệ thời gian train khá là lâu, có thể là 1 đến 2 phút. Nhưng mà trong thực tế á, thì cái hệ thống của mình lại yêu cầu cái tốc độ phản hồi cao. Thì cho nên là khi mà áp dụng tìm vào cái hệ thống của mình á, thực tế thì nó sẽ bộ thông số của nó sẽ thay đổi liên tục, nó không có cái đứng yên để với cố định ha. Vậy cho nên á thì cái bộ thông số mình nó phải thay đổi liên tục để đáp ứng được cái giá trị điều khiển của mình. Thì cái việc áp dụng GA vào trong thực tế thì có lẽ là khó khăn hơn. Như vậy là mình đã trình bày xong về cái phần trình bày của giải thuật GA. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý đón xem. Cảm ơn thầy và các bạn.